Hello, xin chào các bác nhá. Em trong suốt cái thời gian 20 tháng 10 này thì em sẽ quay cho các bác toàn những chiếc xe size S thôi. Để cũng gọi là nhắc khéo các bác là lên mua quà cho chị em phụ nữ đi. Chị em phụ nữ cũng vất vả vì gia đình, vì chồng, vì con nhiều rồi. Đấy, lên thưởng chị em một món quà, mà nhất là một món quà có vẻ mang lại sức khỏe thì lại rất là tốt. Đó, thì con này là con Mitchell Waybaker. Đấy, con này thì là màu xanh đen các bác nhá. Màu xanh đen, đó, rất là nổi. Size S, size 15 này. Em này, toàn lấy size 15 cho các chị em thôi. Đó, con này thì cấu hình rất là cao, cấu hình rất là ok luôn. Như bộ đùi đĩa của nó cũng là bộ đĩa Shimano rồi con này. À, bộ này là Shimano M4001 cơ, chứ không phải là bộ Shimano thường. Shimano DOG 4001, đùi đĩa trục rỗng, tay bấm xả đây các bác. Con này thì nó vẫn gồm có hai đĩa, thì tay bấm xả của nó là M5001 tối quá đấy, M5001 cơ đấy, tay bấm xả M5001. Củ đề cũng vậy, củ đề cũng rất là cao, là M5001 đấy, Shimano DOG. Con này thì cấu hình của nó cực cao, con này là 10 lít, cấu hình rất ok. Phuộc của nó là phuộc dầu, có khóa bấm ở đây lên đây luôn đấy. Phanh dầu thì là phanh dầu Shimano MT200, bánh thì 27.5, đúng xu hướng như bây giờ luôn. Đúng bây giờ hầu như ta đi toàn bánh 275 hết. Đó. Gạt đĩa cũng vậy, gạt đĩa cũng là Shimano DOG M5001. Đấy, cấu hình rất cao. Giá con này hiện tại bên em đang sale rất là rẻ. Các bác gọi là không phải là sale rất là rẻ, mà có nghĩa là nhân cái ngày này có cớ để sale các bác ạ. Đấy thì con này hiện tại bên em đang bán là 11 triệu rưỡi các bác nhá. Duy nhất hôm nay thôi. Duy nhất hôm nay và ngày mai. Đấy, sau lễ thì là hết. Đấy, tổng thể con này rất là ok, rất là đẹp luôn. Đấy, cấu hình thì cực cao. Yên Mitchell, dòng Mitchell thì đến bây giờ nhà em bán dòng Mitchell vẫn bán rất là lâu rồi, vẫn rất là ok. Đó. Hiện tại là có thêm một cái hãng Chevro nữa. Chevro nó cũng đang rất là mạnh các bác ạ. Đấy, các bác nào có tham khảo Chevro thì cứ đến qua bên em nhá. Đấy thì hôm nay em quay Mitchell thì chắc là lúc nào rảnh em sẽ quay thêm cả Chevro nữa. Chevro nó có mã Yoko ấy, cái mã này cũng ok. Đấy, một con Mitchell Waybaker cấu hình thì rất là cao. Đùi đĩa Shimano DOG M4001 luôn. Những chỗ khác người ta có đùi đĩa trục rỗng nhưng mà không phải là Shimano. Đấy, nó bị lai mất cái đùi. Con này thì không lai đùi các nhá. Con này cũng là đùi Shimano luôn, phanh cũng là Shimano. Gạt đĩa, tay bấm xả, củ đề là đều là Shimano hết. Đấy, không bị lai nhiều. Rồi, các bác có nhu cầu liên hệ bên em nhá. Con này là sườn không mối hàn các bác nhá. Sườn không có mối hàn này. Đấy. Và có nhu cầu liên hệ bên em. Rồi em xin kết thúc video tại đây.